Xin chào các bạn, thưa các bạn, loa Acoustic A08 là một trong những cái đôi loa hiện nay đang được Khang Audio bán ở trên thị trường. Đây là một trong những cái dòng loa mà Khang Audio đặt hàng, sản xuất theo yêu cầu và chất lượng thì nó rất là cao. Cái loa này chúng tôi đang bán là 4 triệu 980 nghìn giao hàng toàn quốc. Và cái loa này được đóng gói hộp xốp rất là cẩn thận. Các bạn mua hàng thì các bạn liên hệ với chúng tôi rồi đặt cọc 500 nghìn rồi nhận hàng thanh toán tiền. Và chúng tôi cam kết cho các bạn dùng thử 7 ngày. Nếu các bạn không ngừng có quyền trả lại, chúng tôi đã nhận lại hàng. Và chúng tôi cam kết là chúng tôi bảo hành cái đôi loa này là 1 năm. Vì với quá nhiều tính năng hay. Thế thì hôm nay chúng tôi làm thêm một cái chức năng mở rộng cho cái đôi loa này bằng cách là chúng tôi phối ghép cái loa Acoustic A08 giá 4 triệu 980 nghìn này với một chiếc loa súp hơi, súp điện tử mà của hãng Yamaha. Và cái loa súp hơi này, cái loa súp điện tử này là do Hang Audio mua của hãng, mua hàng của hãng. Một số các cái người mua hàng đồ gọi là hàng nhà máy ấy, người ta mua được cái loa này về xong người ta bán cho chúng tôi. Chúng tôi mua về chúng tôi độ thêm phần mạch công suất, độ thêm phân tần, độ thêm nguồn điện để kết nối cái loa này với những cái loa ở trong gia đình của các bạn. Hoặc các bạn có thể kết nối với đường vang, hoặc các bạn có thể kết nối với các cái thiết bị là đầu đọc để bổ sung cái tiếng trầm cho hệ thống. Và khi các bạn mua đôi loa Acoustic A08 này của chúng tôi giá 4 triệu 980 nghìn, chúng tôi bán thêm cái loa súp này với giá là 2 triệu rưỡi, thì tổng tiền của các bạn phải đầu tư nó chỉ có 7 triệu 500 nghìn. Thì khi mà các bạn mua kèm này vào rồi thì chúng tôi sẽ tặng các bạn một cái dây loa súp như thế này để các bạn cắm. Thế còn phụ kiện của cái loa này thì đã đầy đủ rồi. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ mời các bạn trải nghiệm về phần nhạc và một vài cái lời hát khi các bạn mua cái bộ combo gồm loa 08 và loa súp điện này. Đấy, các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn trải nghiệm này. Thưa các bạn, là hiện nay tôi sẽ bật cái loa này, là tiếng nó rất hay rồi nhưng nó chưa có loa súp trầm nhé. Tôi để đây để cho các bạn trải nghiệm, nó chưa có loa trầm. Và sau khi bật xong lên hay rồi thì chúng tôi bắt đầu sẽ bật loa trầm nó còn hay nữa. Và sau đó thì chúng tôi sẽ trải nghiệm là lúc tắt lúc bật để các bạn có sự phân biệt. Lưu ý các bạn nhớ là đeo tay nghe để trải nghiệm về cái tiếng trầm này. Chứ còn nếu các bạn nghe qua điện thoại hay là nghe qua tivi thì nó còn ở mức độ thôi. Chúng tôi bật đây này. Xin mời các bạn nghe một cái đoạn nhạc hát karaoke khi có cái tiếng trầm này các bạn nhé. Xin mời các bạn. Thưa các bạn, rằng là bản thân cái loa A08 mà Khang Audio đang đã bán với giá 4 triệu 980 nghìn nó đã là quá hay cho việc hát karaoke cũng như nghe nhạc rồi. Nhưng mà nó càng hay nữa khi mà các bạn chơi với loa súp Yamaha của chúng tôi ở đây. Mà tổng cái chi phí của các bạn chỉ có vào 7 triệu rưỡi thôi. Thì chúng tôi hy vọng rằng là với cái phối ghép này cũng là một trong những cái giải pháp cho các bạn. Bạn nào đã mua cái loa A08 của chúng tôi mà thấy hay mà bây giờ lại còn muốn hay nữa thì hãy liên hệ với chúng tôi để mua rời cái chiếc loa trầm điện tử mà chúng tôi đang bán với giá 2 triệu rưỡi này các bạn nhé. Ngoài kia tuyết rơi đầy, em không đến bên anh chiều nay. Ngoài kia tuyết rơi, trong băng giá tim em ta thơi.
Thưa các bạn đang nghe Khang Audio trải nghiệm hát karaoke trên hệ thống âm thanh gồm loa Acoustic A08 có giá 4.980.000 với một chiếc loa súp của Yamaha do Khang Audio Modify hay còn gọi là độ lại với giá là 2.500.000. Tổng bộ âm thanh này chúng tôi bán là 7.500.000 và khi các bạn mua cái sự phối ghép này thì chúng tôi tặng các bạn một chiếc dây AV để kết nối giữa loa súp với loa trầm. Buồn ơi ta không thương thân mình, vắng em tan phòng xa lạnh, nỗi cô đơn nào không không đến bên anh chiều nay. Ngoài kia tuyết rơi, trong băng giá tim anh ta tới. Thưa các bạn đang nghe karaoke kháng hát trên bộ âm thanh loa Acoustic A08 có giá 4.980.000 kết hợp với loa súp Yamaha do Khang Audio giá 2.500.000, tổng bộ là 7.500.000 các bạn nhé. Mỗi mắt anh xanh sao hào đầy, tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giống tố như vô tình qua đây. Thưa các bạn, Khang Audio đang hát trên hệ thống karaoke có giá 7.500.000, gồm có một đôi loa Acoustic A08 giá 4.980.000 và chiếc loa súp điện tử do Khang Audio độ từ hãng loa Yamaha giá là 2.500.000, tổng bộ 7.500.000 các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, Khang Audio xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Bộ âm thanh có giá 7.500.000 là sự phối kết hợp giữa loa Acoustic A08 có giá 4.980.000 kết hợp mở rộng với chiếc loa trầm của Yamaha do Khang Audio độ lại. Đây là một trong những cái giải pháp mà sử dụng hệ thống âm thanh nhỏ gọn nhưng mà chất lượng âm thanh rất là mạnh mẽ và uy lực. Khang Audio rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.